Mời quý vị cùng theo dõi thông tin đáng chú ý về vụ cháy vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 31 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khi đang say ngủ, người dân địa phương bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, khi phát hiện đã thấy ngọn lửa lớn bao trùm một ngôi nhà, hậu quả khiến cho ba người trong một gia đình thương vong. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng 31 tháng 5. Ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 của cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm TH ở đường Phan Châu Trinh, gần cầu Tam Kỳ thuộc khối phố 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ người dân địa phương cho biết trước khi phát hiện vụ cháy họ nghe thấy có nhiều tiếng nổ đến hiện trường thì phát hiện ngọn lửa bao trùm cả căn nhà nên đã hô hoán mọi người dập lửa và báo cơ quan chức năng người dân địa phương cho biết hai vợ chồng chủ nhà sống hòa đồng với người dân không có mâu thuẫn với ai ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp cùng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, nơi xảy ra cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín nên việc chữa cháy cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 4 giờ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau khi được vào bên trong căn nhà, Tổ tiếp cận từ phía sau căn nhà, ở tầng 2 phát hiện một cụ bà DTA, 102 tuổi còn sống nên nhanh chóng đưa ra ngoài, đưa đến bệnh viện điều trị. Lực lượng chữa cháy phát hiện tại khu vực cầu thang nối tầng 1 lên tầng 2 có hai nạn nhân tử vong được xác định là ông NT và bà NTH. Lãnh đạo phường An Sơn thông tin thêm, sự cố xảy ra vào lúc nửa đêm có thể do gia đình không kịp phát hiện nên gặp nạn trong vụ cháy hiện phường cùng với thành phố đã tiến hành thăm hỏi một nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam cùng với đó phường sẽ cùng với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy Mặc dù chưa biết nguyên nhân vụ cháy do khách quan hay là chủ quan, nhưng mà trong mùa hè nắng nóng hanh khô, các hộ gia đình nên hết sức cẩn thận, cần để đồ vật dễ cháy cách xa nguồn gây cháy, kiểm tra và sửa chữa các thiết bị điện trong nhà để phòng trường hợp chập cháy xảy ra.